Hello anh em nhá, chào mừng tất cả các bác và các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Tiến ạ. Vâng ạ, hôm nay ngày 27 tháng 4 năm 2023, ngay tại bãi gỗ khu vực máy xẻ Hoàng Anh Tiến, cơ sở 2 Hoàng Anh Tiến này các bác này. Bên em vừa mới lại cập bến thêm một cái cây gỗ nữa, cây gỗ Ecop Naga các bác nha, rất là dài lên đến 11 mét rưỡi cơ các bác ạ. 11 mét rưỡi gần 12 mét. Đây bên em đã dọn sạch khu vực bãi này. Đấy, cẩu và mọi máy móc đã sẵn sàng rồi, chuẩn bị để hạ em nó xuống này. Cây gỗ Ecop Naga các bác nhá. Sau một thời gian nhập những cái cây gỗ về thì bên em sẽ liên tục và khách hàng đã đến và đặt hàng bên em rất là nhiều. Hôm nay bên em lại tiếp tục cập một cây nữa. Cây này thì có kích thước vanh ở phần gốc là hơn 600, phần ngọn là hơn 600, còn phần gốc là vanh hơn 800 các bác nhá. Rất là to, rất là khủng các bác nhìn này. Một cái xe container 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân. Một cái xe container rất là to mà chỉ chở được có một cây nó như thế này thôi. Dài lên đến 11m rưỡi, gần 12m. Vành phờ gốc hơn 800. Các bác nhìn phần đầu gỗ này. Các bác thấy chưa? Đây là một cái cây rất là đẹp nữa các bác nha. Giác thì cũng cây này cũng khá là mỏng đấy. Đầu gỗ thì rất là đanh, giả và chắc chắn đấy các bác nha. Nhìn đặc xịt luôn, rất là nục nạc. Còn thân gỗ thì dài và thẳng đuột luôn các bác này. Đấy, hiện tại thì xe công đã đi vào trong khu vực bãi gỗ rồi nha các bác nha. Bây giờ bên em sẽ thực hiện cẩu hạ xuống này các bác này. Vâng, đây là quá trình bên em đang cẩu cây gỗ xuống đây các bác nha. Các bác thấy chưa? Sau khi xe công đã đưa cây gỗ vào trong bãi gỗ của khu vực máy xẻ ở cơ sở 2 Hoàng Tiến, bên em đã đưa đây, bên em đã móc dây, móc xích vào và bây giờ đang cẩu xuống các bác nhìn này. Bạn thấy da màn chưa? Bạn thấy da màn chưa? Khủng long chưa? Rất là khủng long nha. Khủng khiếp. Cái này dài gần 12 mét các bác nha. Dài gần 12 mét. Kích thước vanh ở phần đầu gốc là... Kích thước vanh ở phần đầu gốc là hơn 800 các bác nha. Các bác nhìn này. Rất là to. Nhìn thấy chưa? Đấy. Sáng sớm ngày hôm nay thì xe công cập vào bến Hoàng Anh Tiến. Bây giờ sau khi các cái công đoạn chuẩn bị đã xong, dọn bãi đã xong, bởi bên em móc xích, móc dây vào, bây giờ đã cẩu xuống này các bác này. Đấy, tất cả toàn thể các bác và khách hàng đang xem video ở trên kênh YouTube của Phản Ngựa Lớn Hoàng Anh Tiến thì đang được chứng kiến một trong những cái công đoạn sản xuất gỗ. Đấy, và đây là đang nhập những cái cây gỗ rất là to về cho bác xem. Bác thấy chưa? Rất là khủng khiếp, rất là dã man luôn. Ngay từ những cái công việc này cũng phải đòi hỏi rất là nhiều sự cẩn thận và rất là đòi hỏi kinh nghiệm các bác nha, chứ không phải là làm phát được ngay, rất là nguy hiểm. Các bác nhìn thấy chưa? Và cái dàn máy móc bên em này đầu tư rất là nhiều tiền, toàn bộ là máy móc, máy cưa này, rồi là dàn cấu này đều là hàng nhập khẩu từ châu Âu về đấy các bác ạ. Đã hạ xuống thành công rồi các bác và các quý khách hàng nhá. Bây giờ em sẽ quay một vòng rộng để cho các bác cùng xem tổng quát của cái cây gỗ. Đây, cây gỗ Ecop Naga có kích thước chiều dài lên đến 12m. Kích thước phần gốc thì hơn 800 nha, vanh hơn 800 các bác nha. Các bác nhìn này, thân gỗ dài và thẳng đuột luôn. Phần đầu gỗ thì... Đây là phần gốc này các bác nha. Phần gốc này vanh hơn 800 này, rất là to. Bạn thấy chưa? Vâng ạ, các bác và các quý khách hàng mà có nhu cầu về những cái mặt hàng đồ gỗ, đồ gỗ nguyên khối, những cái mặt hàng như là sập ngựa, phản ngựa hay là bàn ghế sofa, các bác và các quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại cơ sở 2 bên em ở chân cầu sông Tảo, xã Ông Cát, huyện Hóa, tỉnh Thanh Hóa để trực tiếp xem gỗ và đặt hàng các bác nha. Quý khách hàng ở xa thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay. Các bác và các quý khách hàng ở xa thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay vào hotline cho em là 0911459 ạ, hoặc là 0931392777 để được bên em tư vấn và báo giá các bác nha. Em cảm ơn các bác rất là nhiều.